anh em vào thời điểm này chắc chắn ai cũng sẽ biết đến con virus corona hay COVID-19. Hãy tìm hiểu về nó nào. Bệnh do virus corona COVID-19 là một căn bệnh truyền nhiễm do một chủng virus corona mới phát hiện gây ra. Hầu hết những người mắc bệnh COVID-19 sẽ gặp các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và hồi phục mà không cần phải điều trị đặc biệt.